Kính thưa đồng bào quý mến, ngày hôm nay chúng tôi cảnh báo và tường trình cho đồng bào được biết về việc sự thờ ơ, vô tình hoặc cố ý của người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại. Và nhất là sự thờ ơ của ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều. Đa số ba nhóm này đã vô tình hoặc cố ý thờ ơ, vô trách nhiệm đối với việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi tường trình và cảnh báo cho đồng bào được biết là chúng ta không thể tiếp tục thờ ơ, vô trách nhiệm đối với công việc vô cùng quan trọng này. Vì thế đồng bào mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng sấm lệnh đặc biệt này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đây là địa chỉ liên lạc với Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Đồng bào mau mắn làm bổn phận của mình gấp, không được phép chậm trễ nữa. Y sư Thỉnh Giống kính chào tạm biệt.